Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop bán hàng online chuyên nghiệp Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang với 5 đầu số điện thoại quen thuộc. Các bác cần mọi thông tin thì vui lòng liên hệ với 5 đầu số này. Các bác lưu ý nhá. Shop cũng rất là để ý đến chăm sóc đến khách hàng. Các đầu số thì cũng rất là nhiều đầu số, 3 mạng cơ bản là các bác Vina, Viettel và Mobi. Thì chăm sóc cho các bác cả 3 mạng luôn. Các bác ở mạng nào thì các bác gọi vào cái số mạng đấy để cho chi phí đặt hàng nó rẻ đi. Thế còn các bác nào mà còn ngần ngại thì cứ việc alo bảo là shop gọi lại thì shop sẽ gọi lại cho các bác nhá. Đây, 3 số ở giữa là Viettel, 2 số trên là số này là Vina và số Mobi. Các bác cứ thế mà gọi nhá. Thế còn các bác cũng thông cảm là nhiều khi các bác gọi lúc này không được thì các bác vui lòng gọi lại lúc khác, hoặc là các bác nhắn tin một tin nhắn cho shop là tôi muốn mua hàng chẳng hạn, thì shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác sau. Chứ nhiều khi là một lúc là có tới 3-4 anh em cùng gọi lên thì nó sẽ đè lên, gọi là chờ cuộc gọi đấy, các bác gọi tới là báo máy bận đấy, hoặc là đổ chuông nhưng mà không nghe đấy, thì các bác là thông cảm lúc đấy là đang tư vấn cho anh em khác nhá. Trong chương trình hôm nay thì giới thiệu với anh với lại các bác là lá chun nhá các bác nhá, lá chun, 3 mẫu lá chun, 3 mẫu lá chun này. Mẫu cơ bản nhất là cái mẫu trợ lực hàng cao cấp này, mẫu trợ lực hàng thứ hai đấy nhá, và cái mẫu là rẻ tiền bình dân nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây, 3 mẫu cơ bản nhá các bác nhá. Đây là chương trình này hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác 3 mẫu. Tôi sẽ giới thiệu từ cái mẫu nhỏ nhất này đi. Đầu tiên là cái lá chun này. Lá chun này là gọi là hàng rẻ nhưng mà nó là hàng đắt của mấy cái hàng nhỏ đấy, gọi là lá nhỏ nhẹ đấy, nhưng nó cũng là hàng đắt tiền hơn đấy, nó có loại rẻ nữa cơ. Cái này là cái lá nó có đèn, có hỗ trợ đèn các bác nhé, có hỗ trợ đèn này. Đây, cái này có hỗ trợ đèn nhá. Hai cái lò xo này là hai cái lò xo sơ cua dự phòng. Cái này thì bây giờ cái lắp ấy thì các bác với cái lá này thì sẽ cho các bác là 2 dây nhá. Đúng, cái lá lại rẻ này này. Loại này là lá dây bẹt nha các bác nhá. Lá dây bẹt này. Bắn bằng cái bi của xe đạp ấy, bi ổ giữa xe đạp ấy, các bác kẹp vào đây. Để bắt được thì các bác gập cái này vào. Thả xuống dưới này. Nó rất là dễ thôi nhá. Và nó có cái đèn hỗ trợ, gọi là hỗ trợ bắn đêm được các bác này này. Các bác vặn nó vào thì nó sẽ sáng nhá. Đấy, vặn nó sáng như này, nhả ra tắt. Đây là có cái gọi là đèn hỗ trợ nhá. Đây là cái lá hàng không có trợ lực mà hàng lá dây bẹt. Thế còn đến tiếp theo là đến cái hàng lá có trợ lực mà hàng lá dây tròn. Cái lá dây tròn các bác nhá. Cái mẫu này thì gọi là cái mẫu lá ốp gỗ nhé. Dây cái này sẽ là dây vàng như này, dây màu vàng như này các bác nhé, 3 sợi đây. Đây, cái này là cái bán của nó ấy, là sẽ được hai bên được ốp bằng gỗ sơn màu đỏ, ở giữa là bằng thép, đây phía trên này này, 3 dây, 3 lỗ để bắt dây. Thế còn cái này là cái chi tiết hoa văn của nó lằn ngoằn một chút. Các bác nào mà nhiều khi mà sợ nó vướng nó va đạn thì có thể về các bác lấy máy cắt, các bác cắt này đi, không ảnh hưởng gì nhé. Thế nhưng mà các bác yên tâm, để này thì nó độ thẩm mỹ nó đẹp hơn. Đây, đây là cái cần trợ lực nhé, cần trợ lực. Cần trợ lực này thì nó là hàng này là hàng rẻ tiền hơn nhưng mà nó cũng có hỗ trợ cái cần trợ lực cho các bác. Đấy, đây các bác gắn cần trợ lực như thế này nhé, cần như này. Khi các bác bắn thì các bác đưa tay vào đây, đấy, và móc dây vào đây, tiến hành móc thì cũng giống như kia thôi, kéo giãn ra. Nhưng mà cái này thì nó sẽ là 3 dây ở một bên nhé, 3 dây ở một bên đấy. 3 dây ở một bên này. Cái này tôi vừa quảng cáo và giới thiệu cho các bác các mẫu lá và cũng cho các bác biết được cái giá thành của nó. Nhưng mà cái giá này thì nó cũng gọi nó rẻ thôi. Còn các bác muốn biết cái giá chính xác thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Tôi gọi là cho các bác về, ví dụ như cái bộ này thì nó là dưới 200.000, nó cũng nằm giá khoảng 200.000 nhé, có trợ lực này này. Đấy, thế bộ này thì là trên 150, còn cái bộ loại đẹp nhất này thì sẽ là hơn 200,
Còn đây là cái hàng đẹp nhất các bác nhé, hàng loại 1. Không phải hàng loại 1, nó là hàng cao cấp nhất. Có nghĩa là lá trợ lực cao cấp. Càng này là bằng kim loại hết, xi màu đồng. Nó có cả hàng xi màu xanh ấy, nhưng mà tôi lại không nhập hàng xi màu xanh. Tôi hợp nhập xi màu đồng này thì nó có độ thẩm mỹ đẹp hơn, nhìn nó chắc khỏe hơn nhé. Dây chun là dây màu xanh như này, mỗi bên 3 sợi các bác nhé, mỗi bên 3 sợi. Da này là da bản to hơn thì giúp cho các bác bắn được sỏi đá, bắn được bi to hơn. Và lực thì cũng rất là khỏe, nhãn lực rất là khỏe. Cái cần trợ lực thì to đây. Và phía trên cần trợ lực này thì có hỗ trợ cho các bác là cả hai cục lâm châm để các bác có thể là thả đạn đây này. Đấy, đây là viên bi nhé, viên bi hỗ trợ cho các bác cái này. Đấy, nha các bác nha. Thế đây là cái lá trợ lực hàng đẹp nhất. Đấy, đây là ba cái mẫu lá chun cơ bản tôi giới thiệu với các bác hôm nay. Thế là hôm khác thì cập nhật được nhiều mẫu hơn thì tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Lá chun này, dây chun để các bác dự phòng, mọi hàng đều có. Và các bác lưu ý nhé, hình thức mua hàng thì luôn luôn là các bác chỉ cần alo trực tiếp cho số điện thoại, địa chỉ là shop sẽ ship hàng COD các bác nhé. COD, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Hơn 200.000 một chút thôi là các bác đã sở hữu một cái bộ lá chun hàng trợ lực cao cấp đẹp như thế này. Về tận tay, mắt thấy tay nhìn luôn, sờ nắn luôn, bóc ra xem và kiểm tra. Cần thiết thì thử luôn, xong bắt đầu thanh toán tiền cho bưu tá. Không cần phải đặt cọc bất đồng bất cứ đồng nào nhé các bác nhé. Đấy, ship hàng COD. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Các bác lưu ý là shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau.